Đồng Khánh Hân TV xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube về dâu tây của Khánh Hân TV. Thì hôm nay thì Khánh Hân TV lại tiếp tục những cái clip chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thì như các bạn thấy đó là một cái chậu, đây là một cái thùng lau nhà bị hỏng các bạn. Thì Khánh Hân TV sẽ chọn sử dụng luôn. Ở dưới các bạn có thể bỏ chấu này, trộn chấu và một chút xỉ than. Xỉ than các bạn ngâm nước hoặc có thể là đếm thời gian, đúng không? Thời tiết ngoài thường là cho nước mưa này khác để cho nó, nói chung nó bớt cái gì, đếm một thời gian chứ còn không phải là xỉ than ngay. Trộn chung ở đứng ngăn dưới một chút các bạn nhá. Ngăn dưới này. Ở sau đó bên trên là các bạn bỏ giá thể và trong đó có chất dinh dưỡng. Và một cái chậu dâu như thế này các bạn nhá. Chậu dâu thế này thì khi cái rễ nó phát triển mạnh rồi thì khi mà nó chưa có hoa có quả thì các bạn chỉ có nghiêng về sau bao mình bỏ vào cái này và bỏ đất cũng như là cái chất dinh dưỡng, những cái phân mà hữu cơ như bạn nhá, hữu cơ xung quanh nhà mình phủ lên. Còn đây thì cái TV có bỏ phân cá rồi phân dê các bạn, sau đó tưới nước ok thì thành cái chậu dâu. Đây là những cái dâu thà na như cái TV đã có chia sẻ với các bạn. Khi mà trồng cao thế này á, mình phủ những cái rêu lên, mà hết rêu mất thì khi mà nó nở hoa thì cái hoa nhật thà na nó sẽ xóa xuống thì các bạn sẽ có một chậu dâu rất là tuyệt nhá. Đó thì một chia sẻ nhỏ nhỏ cùng các bạn đam mê như vậy nhá các bạn nhá. Thì cũng không nó không khó lắm đâu các bạn. Các bạn chỉ có một chút. Thì một cái chia sẻ nhỏ nhỏ về cái chậu dâu tây. Đó thì Khánh Hân có những cái chậu dâu tây đó, các bạn thấy đen đen ở những gốc cây đó là bằng cũng tận dụng bằng nhựa đó. Còn cái cao su các bạn, những cái chậu mà nó rất là đắt các bạn nhé. Thì khi mà dâu tây của các bạn phát triển mạnh lên rồi thì các bạn có thể rất nhiều cây và mình có thể bỏ tiền ra mình mua chậu thì cái chi phí nó cũng rất nhiều. Nhưng mà khi mà các bạn biết tận dụng thì cơ bản là cái chất dinh dưỡng thôi, còn trồng những cái gì thì nó cũng lên các bạn nhé. Đó thì mình tận dụng thì nó càng tạo thêm một cái thu hay, có nghĩa là mình tận dụng những cái lon nhựa rác thải, tức là nó đủ độ rộng để chứa chất dinh dưỡng thôi các bạn nhé. Thì đây là những cái chậu mua, còn ngoài ra các thùng xốp thì những cái thùng kia thì các bạn có thể trồng được những cái chậu dâu tây rất là xinh và có quả rất là đẹp luôn ha. Đấy. Đấy, thì Khánh Hân TV chia sẻ đến các bạn như vậy, ra nó rất dễ thôi ha. Đó các bạn chịu khó một chút. Đó thì đây các bạn thấy là kiến đây này. Nó công con rệp đấy. Nếu như các bạn không phát hiện kịp thời mà không chỉ như là kiến nó kết hợp với rệp là nó sẽ công nó truyền lan truyền là cả cái vườn dâu tây nó hỏng luôn. Khi mình phun đồng loạt là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà gọi là như các bạn dùng từ dâu tây sạch các bạn. Bây giờ thì hái dâu tây đấy các bạn. Mà mỗi lứa như vậy thì nó cũng chưa được cũng cơ bản thì nó cũng chưa được cái lắm, nó đồng đều thì những trái nó chín vừa, những trái thế này thì có thể chúng ta cũng thể hái được rồi các bạn nhá. Hay luôn. Đây. Đây các bạn, dâu bị đá nhá. Đó. Đây là cái cũng là mỹ đá các bạn. Thì mỹ đá thì nó phát triển vườn nhà Khánh Hân TV thì hiện tại thì mỹ đá nó nhiều hơn các bạn, nhiều nhất trong các loại dâu. Thì cái dâu mới thì nó cũng nó phát triển sau này thì đang ít các bạn. Đấy. Các bạn thấy dâu Nhật Hà Na. Ở đây. Cũng có một quả dâu Nhật Hà Na các bạn. Đây. Thì quả này như thế này cũng thôi, cứ để cho nó chín thêm chút các bạn ha. Đây, quả này thì để chín thêm Nhật Hà Na đây các bạn này. Như thấy thì để cứ cho nó mọng, nói chung Nhật Hà Na nó mọng mọng hơn chút là nó sẽ ngọt hơn các bạn nha. Đấy các bạn. Đó thì đam mê là chính đấy các bạn ha. Đặc sản dinh dưỡng chất lượng cao thì chỉ một chút vậy thôi thì cũng đã thấy có niềm vui các bạn ha. Vui là chính mà, thì đam mê và vui là chính. Nói chung một chút chia sẻ cùng quý vị và các bạn là buổi sáng với cái vườn dâu tây bé bé xinh xinh nhỏ nhỏ. Và chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng tràn đầy niềm vui
đừng quên comment cho biết ý kiến của các bạn bên dưới video, và đồng thời là hãy like cũng như là đăng ký để ủng hộ Khánh An TV, để Khánh An TV tiếp tục tự ra những video clip ở cái vườn dâu tây, chia sẻ kinh nghiệm rồi niềm vui đam mê trồng dâu tây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Này thì mai được hái các bạn, mai mốt được hái.